Sáng nay 18 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đến thăm và chúc Tết Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Truyền thông Truyền hình Công Thương tại trụ sở 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tại Trung tâm Truyền thông Truyền hình Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ công nhân viên của trung tâm. Bộ trưởng vui mừng trước những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, quay phim trong thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn, góp phần vào sự phát triển của ngành công thương. Đồng thời, Bộ trưởng cũng chỉ đạo cần có sự đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, phương tiện làm việc để truyền hình công thương phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ trong tình hình mới.